Nhiều ngày nay, chiếc xe đẩy lưu động bao gồm máy tính và máy in đã liên tục đi đến từng nhà, từng hộ kinh doanh trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông để hướng dẫn người dân cài và dán mã QR phục vụ công tác phòng chống dịch. Chúng em cũng có chỉ hướng dẫn và mọi người cho các cô, các bác, các chú cái cách mà để cài tải app và cài đặt và khai báo y tế như thế nào. Hà Nội hiện đã nới lỏng giãn cách tại 19 quận huyện, thị xã. Các cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được mở cửa. Tuy nhiên, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Trong đó, điều kiện bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ này là phải tạo điểm quét mã QR để giúp khách mua hàng đến khai báo. Những chiếc xe lưu động tạo mã QR giúp các hộ kinh doanh thuận lợi hơn trong việc tiếp cận công nghệ khai báo y tế. Gia đình chúng tôi thì cũng ngày hôm nay đã được và được chi đoàn thanh niên của phường La Khê đã đến hỗ trợ và tạo cho chúng tôi cái mã thẻ để QR để khách hàng đến làm việc với gia đình chúng tôi có thể cập nhật vào để mình nắm bắt được các thông tin của họ. Bên cạnh việc trực tiếp đến từng hộ kinh doanh và cấp phát mã, nhiều tổ lưu động khác đã đến từng hộ kinh doanh khảo sát, thu thập thông tin. Tại quận Hà Đông, chỉ chưa đầy một tuần có hơn 2.000 cơ sở kinh doanh được đoàn thanh niên lưu động hướng dẫn dán mã QR. Hiện tại thì trên địa bàn phường thì qua công tác truyền thông cũng như là qua các phương tiện thông tin đại chúng trên các trang mạng xã hội thì cơ bản là các hộ kinh doanh cũng đã nắm được cái việc là bắt buộc phải làm các mã QR để quản lý người ra vào, được sự phối hợp cũng như là sự tạo điều kiện của các cơ sở kinh doanh để cho nhân dân một là cũng thuận tiện, cũng hai là những người mà chưa biết thì cũng biết được cái cách làm. Một điểm kinh doanh được tạo mã QR là địa điểm đó thông tin được cập nhật đầy đủ, sẽ tạo thuận lợi cho công tác phòng chống dịch của toàn thành phố.